Chào quý vị các bạn, mình là Mùi Hiếu trên sửa chữa đồ điện ô tô. Mình sẽ hướng dẫn các bạn mình cách tháo con Kia Sportage từ 2011. Để tháo được cái con này, đây là đầu màn hình. Đang bị cái lỗi nó loang màn hình nên khởi động chậm, không nhận GPS, cho dù có cắm thẻ. Để tháo được cái con này, trước tiên là các bạn phải tháo hai cái nút dưới này nhé. Hai nút này các bạn dùng một cái rất là mỏng thôi để cậy nó ra. Dùng cái mỏng như này này, mình dùng cái giày nó bị nốt. Đấy, cậy nó ra các bạn. Tháo ra thôi, tháo cái nắp này ra. Đâu màn hình này, cái đầu Motivo, còn mấy con Motivo nó hay bị cái lỗi. Sau khi là cạnh nó ra, bạn có thể dùng cậy nở, nếu không có móc này dùng cậy nở nhé, cậy từ dưới này để đỡ xước. Để tháo cả một cái màn này của nó ra xong. Ở bên này cũng thế, móc này đôi chỉ rất tiện. Hạ cái công năng xuống. Nó chán không ra. Chạy nó chạy chập chờn chờ này. Cái dòng đầu Motivo này nó rất hay, hay nhỉ. Nghe lỗi như này. Cái đầu nó nằm đằng sau nên là phải tháo hết ra. À xin lỗi các bạn, ở đây nó hàn ốc nữa, không để ý, nó tưởng nó chốt không. Để tắt cái này cho nó an toàn. Mình tắt này phải tháo hẳn cái mặt kia ra, nhưng mà đây mình tháo tắt. Tháo lốt cây cắt mình này. Cái rắc phía dưới này làm hơi khó nút. Giống giao diện của Motivo. Rút giữ hơi khó, phải có ở trong sâu, phải có cái tua vít hơi cạnh, rút mạnh tay nó sẽ tung cái này. Mình đã tháo xong cái đầu ra rồi, bây giờ mình nên sửa. Điều này chưa biết là tại gì, khả năng là tại đang bị CPU lỗi, bo mạch CPU nên hình của nó hơi nhỡ chứ không phải trên màn hình. Mình kiểm tra có gì mình sẽ liên hệ các bạn. Chào, cảm ơn các bạn đã xem video nhé.